Cửa hàng Tuấn Hải xin gửi lời chào đến toàn thể mọi người ạ. Ngày hôm nay thì em có một lô máy bơm nước Nhật bãi để giới thiệu các bác nhé. Và lô bơm nước ngày hôm nay gồm có 8 cây máy bơm nước ạ. Và đầy đủ những cái hệ máy bơm thông dụng hiện nay như dòng Zobin này, Mazuyama, Mitsubishi và cây máy bơm cứu hỏa mini 2 thì. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923 các bác nhé. Và khi các bác mua hàng thì bên em sẽ tặng các bác những món đồ như là một cái buji và một cái tuýp mở. Đó. Còn máy bên em thì bao nước lên đầy đủ nhá. Máy bên em thì đã dọn nổ ngon lành sạch sẽ hết rồi. Các bác về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Điểm qua một chút này. Có máy 4 thì nhá, là máy Zobin 4 thì ở kia. Một cái máy cứu hỏa mini này, hai cái máy Mitsu. Tiếp theo nữa có máy Zobin này, xách tay này, những hàng máy xưa xách tay, máy cắt cỏ sẵn. Máy bơm xách tay thì thuận tiện. Và rồi em sẽ đọc thông số công suất để các bác trải nghiệm thử xem là cái hệ máy nào phù hợp với công việc nhà mình nhé. Hiện nay có một cây máy bơm nước Zobin Nhật bãi này. Máy này thì rất là đẹp, ECO25GR. Cây này thì có công suất máy là 25cc và nòng bít tông là 34 ly. Để các bạn nhìn qua một chút về cái thông số nhé. Họng máy, họng ra, họng vào là 25 và đẩy cao là 35m, 0,11m³/phút. Đó, đây đầy đủ này, Japan này. Đấy, máy đầy đủ hết thông số dập khuôn luôn nhé, dòng Zobin chạy siêu bền luôn. Đó, có nhìn qua một chút này, máy này, cái hệ này thì cân nặng nhẹ nhàng, các bác ga các bác chỉ cần ấn này xuống lên là ga này, còn muốn hạ ga thì kéo cái này lên, đây ga to này, ga nhỏ này, ok, sử dụng núm bơm xăng. Do cái dòng máy bơm nước này nó phải có nước, không thì nó bị cháy roang, cho nên là em sẽ không làm nổ nhá. Còn bác nào thích cái hệ nào thì em sẽ gửi các bác hệ đó. Và em đảm bảo với các bác là máy bên em là làm nổ ngon lành. Các bác về sử dụng bình thường ngon lành hết nhé, không vấn đề gì. Đó. Tiếp máy thứ hai, cái này thì để giá là 1,6 triệu nhé, 1,6 triệu. Các bác mang vác lên đồi này, đi bơm thoải mái luôn, rất là thuận tiện. Đấy. Máy bên em mua về thì nóng bít tông rất là đẹp. Bô máy sáng này. Đó, máy này thì đẹp như mới luôn. Tiếp theo cây thứ hai, cây này là cây máy Mazu trợ lực nhé. Dòng bơm nước Mazuyama và chạy chế hai kim. Hai kim chỉnh. Đó. Máy này thì buồng chứa rất là rộng này, các bác chạy hệ này thì rất là tiết kiệm xăng bởi vì dòng Mazuyama nổi tiếng với độ tiết kiệm xăng cao. Kiềm này, đó. Và đọc qua thông số một chút nhé. Máy này để cao 36m, 110 lít/phút và họng máy họng ra họng vào 25. Đó, họng ra đây là họng vào, đây họng ra máy 25. Với cái, các bác sử dụng với công việc là đi tưới tiêu và bơm nước về téc thì lên tầng 3 nhé, thì đẩy thoải mái luôn. Đó. Nếu như các bác nào mà cần hút giếng sâu hơn thì sử dụng những cái hệ này cũng được, vì tầm khoảng các bác hút tầm khoảng 5 6 7 mét hút được nhá. Hút độ sâu ấy, còn đẩy cao thì đẩy lên được tầm 36 mét. Đó. Ok, mã A2 để giá là 1,7 triệu. Dòng này thì có giật trợ lực luôn, rất là nhẹ nhàng. Tiếp theo thì cây máy số 3 này. Cây này cũng là dòng của Mazu, máy màu hồng. Đó. Cây này là buồng chứa rất đẹp này, Big Mazu BP252A. Dòng này thì chạy chế One Pro. Đó, các anh qua này, chế One Pro này. Đó. Dòng này sử dụng đúng bơm xăng phụ ở dưới cái đáy này. Và máy bên em đã làm nổ ngon lành hết rồi. Cây máy A3 này để giá là 1,6 triệu. Đây, họng máy họng ra họng vào 25, 115 lít/phút, đẩy áp được 36 mét. Đó. Ok. Máy A3 1,6 triệu. Tiếp theo đến cây máy máy bơm số 4 này. Máy số 4 này các bác nhìn qua về phần vỏ áo máy rất là đẹp nhá. Nhìn đẹp bóng loáng luôn. Đó. Cây này thì cũng là họng máy họng ra họng vào 25, 110 lít/phút và đẩy cao 36 mét. Nói chung là về cái công suất là máy này, tất cả những hệ này nó là ngang nhau. Nó có mỗi cái là khác, thay đổi một chút là do cái màu áo này. Đấy, và các bác nhìn thấy hệ nào ưng ý thì các bác chốt. Đó. Cây này thì cũng là chạy chế One Pro hết nhá. Dòng One Pro là dòng chế Nhật Bản nguyên zin hết. Dòng chế Nhật chuẩn chính hiệu luôn. Đó, bên em về đã kiểm tra nòng bít tông và thay đường dây xăng, vệ sinh chế. Trong khi mà máy đã nổ ngon lành rồi thì thêm nước vào đây và đi bơm thử hết rồi. Đó, dòng này đẩy áp thì siêu khỏe luôn. Và rất là tiết kiệm xăng với dòng Big Mazu này.
Máy A4 này giá là 1,7 triệu. Tiếp theo này, đến với cái hệ máy bơm nước ở bên trên thì có máy bơm Mitsu. Hai cái này em sẽ giới thiệu luôn nhé. Máy Mitsubishi TU26 đó, dòng Mitsu. Đây là cái này là gạt ngang này, gạt này ga to này, mở ra ga nhỏ này. Máy này thì có cân nặng gì đây này, là 5 cân và công suất là 1 ngựa nhé, 1 ngựa 3. Vòng tua là 7.500 vòng trên phút, đẩy áp cao 35m đó, 115 lít trên phút này. Nói chung là thông số máy là đầy đủ ở cái tem này luôn. Và cái họng ra họng vào là 25. Nếu như để các bác chạy dòng máy mà có độ bốc cao ấy, thì các bác chạy dòng Mitsu này, nó máy nó cực kỳ bốc luôn. Đấy, chạy bền máy và bốc. Dòng Mitsu thì động cơ rất là chuẩn. Đó. Hai cái hệ này thì giống nhau, nó là một. Nhưng cái này thì ga nó là ga gạt trên tay. Đó, ga gạt trên tay, cũng là chế One Pro các bác nhé. One Pro nó ghi đây luôn này. Đó, One Pro này. Còn về cái cân nặng của những cái hệ này thì nó rơi vào tầm 5 cân. Các bác xách lên đồi cao đi bơm nước thoải mái luôn. Hệ này thì bơm siêu khỏe. Đó. Máy rất là đẹp, bởi vì là bên em cứ mua về hệ nào cái là cứ kiểm tra bô, tháo bô, nhìn bít tông luôn. Cây nào bít tông đẹp thì bắt đầu là em mới mới lấy. Đây các bác nhìn, tháo hai chân ốc ra này, rồi mình kiểm tra bít tông bên trong này, rất là đẹp luôn. Cây máy A5 và A6 thì để đồng giá là 1.900.000. Tiếp theo này, đến cây máy bơm số 7. Cây này là bơm Zobin. Đó, cây này em vừa hôm qua vệ sinh. Bơm máy Zobin. Máy bơm này là bơm Zobin 4 thì nhá. Cái này hôm qua em vệ sinh, em đã test nước rồi. Quên chưa, cái đây là thiếu một con ốc đây. Thiếu con ốc đây. Bơm Zobin 4 thì cái này là chạy là xăng riêng, nhớt riêng. Các bác nào mà chưa quen sử dụng máy xăng pha nhớt ấy, thì các bác chạy cái hệ này. Các bác đổ xăng trắng vào đây. Xăng là mình xăng sử dụng xe máy đấy. Còn nhớt bên này là cái nhớt 4 thì này, các bác đổ cái nhớt mà mình hay tra vào cái nhớt xe máy được luôn. Bởi vì hai cái hệ này với xăng với xe máy là giống y xì đúc nhau luôn. Đó. Với cái công suất cái máy này nó ghi vào là đây, nó ghi là 6,4 kg, cái máy này rất khá là lớn nhá. Và 7.000 vòng tua trên phút. Cái này thì nó ghi là 35m, đẩy cao 35m. Họng ra họng vào 25. Và cái này là 1 ngựa rưỡi, ngựa 6. Công tắc tắt trên tay này luôn. Đó, cây này em đang để giá là 2 triệu đồng. Và một cây máy cuối cùng này là cây máy bơm nước cứu hỏa mini 2 thì. Đối với dòng máy bơm nước cứu hỏa thì ở bên Nhật Bản là người ta chuyên về để đi dập lửa, nhưng còn bên Việt Nam mình thì sử dụng để đi tưới tiêu thì bao khỏe luôn. Và những cái sản phẩm bơm nước cứu hỏa này thì bên cửa hàng em lúc nào cũng có sẵn đồ này. Hai nữa là hệ này thì chạy rất là bền, bởi vì cái chế của máy này là chế của ga. Chế này nó giống như là mình hoạt động cái xe máy, chế xe máy ấy, ga lên ga xuống rất là đơn giản. Đó, cây này đang để giá là 1.300.000. Máy bơm nước cứu hỏa mini 2 thì, cân nặng là 5 cân. Đó. Họng máy này là 25. Ok. Và đây là 8 cây máy bơm nước em vừa giới thiệu qua. Thì các bác có nhu cầu mua một chiếc máy nào ở trong lô máy này thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0392 973 923. Và cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.